Thì lên đây là hai bên có hai cái cầu thang để lên đây. Thường là các bạn trẻ em thường đứng ngay cầu thang. Rồi, sau khi đi hết cầu thang đó rồi, nếu còn thời gian nữa thì đi thẳng tiếp. Là chút xíu nữa, cũng cách vài km thôi. Là tới chùa Bà Chúa Xứ Bào Phước. Tây Hello xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chúc quý vị và các bạn ngày mới có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Thiền viện Đông Lai. Đây ở ba nhà bàn nha. Qua bên trái thì đi núi Két. Núi Két. Rồi đi ở đây thì sẽ đi qua Thiền viện Đông Lai, còn lại là chỗ Bánh Xèo. Thiền viện Đông Lai. Đau quá. Chùa Đông Lai nha mọi người, rất là ngon nha mọi người. Sau một ngày mệt mỏi ăn bánh xèo như là phải sức khỏe thì rất là ngon nha. Thở đâu đúng quay quay. Trên đoạn đường đây thì mình sẽ gặp một cái tượng cao thì cao đó, đó là chùa Kim Tiên phía bên tay phải nè. Đây đây là cổng chính. Đây vô cổng phụ, trước tiên gặp cái hồ.
ao sen, không hút thuốc trong những mấy tượng nhỏ, không đây gọi là trong khu viện chùa, không đồ tam thánh là ba ba cũng lớn ở đây. Quý vị vào bên trong chùa xin hoàn nguyện, ở trên cái chữ và A Di Đà Phật, không mặc đầm ngắn, không mặc áo khùng, đây là cảnh phía trước của chùa, trước sảnh để chữ chùa Kim Tiên, hai bên là hình hai con rồng, ở trên là tượng Phật A Di Đà nằm trên đỉnh của nóc chùa, cao khoảng 24 mét nha, chút xíu mình lên đó. Đây, hello, chào cả các bạn nha. Đây nhìn kỹ ở trên đây có những cái chữ chạm chùa Kim Tiên A Di Đà. Đây phía trước sảnh chùa thì hai bên có hình của hai kỳ lân với cả hạ. Là chùa giữa người kiến trúc theo kiến trúc của người Hoa với người Việt. Lên đây hai bên có hai cái cầu thang để lên đây, thường là các bạn trẻ cũng thường đứng ngay cầu thang để chụp hình nè. Chụp hình với cái góc này thì giống như cái bậc thang lên thiên đường vậy đó. Đó, rất là đẹp. Này góc nhìn từ trên cầu thang nhìn xuống. Thank you.
Cà phê vô cà phê. Có thốc mai à? Có đực cái à? Ừ. Vào nghe thấy rồi đó. Này nó ba lớn hả? Có lớn hơn nữa không? Hết cái thứ lớn, thứ lớn 8-90 ngàn con. Nhiều con nhiều. Cái này con 25 ngàn à. 25 ngàn. 50 ngàn cặp. Anh có 50. Ờ, cặp 50. Cặp 50 có cái lồng được luôn. Cái vỏ. Cái vỏ không có lồng. Vỏ cắt lỗ. Ông mua hết đó đi, mua cái lồng luôn. Ờ, mua cái có cái lồng luôn chứ. Mua có lồng, mua nguyên cái mua hết luôn á. À. Đếm luôn. Cắn đủ trơn rồi. Mua cái ông lấy cái lồng đi. Ông nói mua hết lấy cái lồng. Bỏ đâu dữ vậy? Mua lồng nhỏ nè, mua lồng chuột. Được không? Gì ừ, chuột bỏ vô vẫn được gì đâu. Bỏ vô làng mà sao nuôi chuột gì ạ? À? Bán chuột. Cái đập hết rồi hả? Mà con chuột đâu bán chuột nữa hả? Ừ, bán chuột luôn, mua chuột. Có con bán chuột này ăn thịt mà. Dài ăn thịt. Ờ. Cặp đuối anh mua về chậu. Bồ kẹp đó, đó. Quay bồ kẹp cả. Bồ kẹp này à. Mua gì chứ? Trời ơi, mua dù lên. Trời ơi, vẫn được dù luôn rồi. Bắt cặp đi. Con chuột vô cái lồng này. Lấy con nào đủ đôi nghe trời. Đủ đôi. Con lửa, lấy con lửa kìa. Đó. Đó. Châu nè, châu nè. Đó, nó kè đó. Dạ không? Năm. Sao biết trong máy à? Con này cống nè, con này máy nè, con này máy dạ. Bụng bự nè. Máy bụng bự, cống lửa hơn nè. Uống chuột sẵn có kè hả? Rồi có bỏ chuột vô. Chuột đấu với các kè. Chuột đấu với kè. Rồi. Rồi chuột sợ các kè. Kiếm gì cột rồi giùm cái ông ơi. Cái rập 10 ngàn đó nghe không. Dính cái đuôi gì kìa. Ờ, không có sợi gì kìa. Không có nghe đâu mà nói. Con chống, con máy. Vậy là chuột sợ các kè. Chạy chết mẹ luôn. Dạ, dạ. Rồi. Con nghe nói tao ghê quá. Chuột vô lòng chuột sợ rồi. Này kêu là thuốc gì? Dạ xì gà chứ. Thuốc miên hả? Này thuốc miên hả thuốc gì? Miền đó. Con miền rút không được đâu nghe. Con miền chết á. Con miền chết anh tài. Về không? Rồi về cái này. Cấp tăng là sao nữa? Dạ nó the. Tu số bỏ thì chú quá. Có gì mà đi chú ơi.